Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê săn bẫy chim, săn bẫy gà rừng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì số em sẽ lên và giới thiệu đến cho bác và anh em 6 cái mẫu loa bẫy chim, bẫy gà rừng bên em đang bán ra và đang được bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Thì các bác nào mà chưa có loa này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc loa từ hàng bình dân đến mẫu loa hàng cao cấp, thì các bác và anh em hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu loa một. Em sẽ giới thiệu mẫu loa nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em một chiếc loa huyền thoại nhé. Chiếc loa Samsung WS898, mẫu mới nhất của năm 2024. Vỏ ngoài thiết kế màu dàn di, có lỗ thoát tiếng rất chi là đẹp như này các nhé. Mẫu loa Samsung WS898 này phiên bản hàng loại 1, được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều, tất cả là bằng tiếng Anh hết các nhé. Mẫu loa này thì mỗi lần các bác sạc đầy, các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Đấy, các bác đi cả ngày cũng không lo hết pin rồi các nhé. Một chiếc loa Samsung WS898 này thì có Bluetooth, có đài FM, đầy đủ các chức năng nhé. Mẫu này thì sẽ có hai nút hai bên các nhé. Các bác thấy không ạ? Hai nút hai bên, nút này thì để các bác mở nguồn và tắt nguồn các nhé. Và sau đây em sẽ đi vào test thực tế cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh của loại chiếc loa Samsung WS898 các nhé. Đây là cái chỗ để các bác cắm cái thẻ nhớ vào các nhé. Đây em sẽ tắt đi, em sẽ test cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh luôn các nhé. Đấy, loa loại 1 bật lên bao giờ chế độ bao ship như này các nhé. Các bác ấn chữ play, loa sẽ chạy các nhé. Tiếng cuốc nghe cực kỳ là đanh và tiếng rất chi là ấm các nhé. Một chiếc loa Samsung WS898 mẫu mới nhất của năm 2024 thì bên Xoay đang bán với một mức giá là 400.000 nhé, 400.000 đồng bao ship phụ kiện theo loa đầy đủ, vẫn hỗ trợ tặng thêm cho một thẻ nhớ 4GB hỗ trợ tải tiếng chim miễn phí cho các bác luôn các nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu loa thứ hai, đây là chiếc loa Samsung WS998 các nhé. Chiếc loa Samsung WS998 này là bản nâng cấp của 889 nhé. Mẫu này sẽ có hai nút các nhé, hai nút gần nhau. Mẫu này thì có Bluetooth, có đài FM, loa loại 1 bật lên bao giờ chế độ bao ship. Mỗi lần các bác sạc đầy, các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Đấy, các bác nào thích nhỏ gọn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc loa Samsung WS998 này các nhé. Thì một chiếc loa Samsung WS998 này thì bên số em đang bán đồng giá nhé, giá là 400.000 đồng bao ship phụ kiện theo loa đầy đủ, vẫn tặng thêm cho các một thẻ nhớ 4GB hỗ trợ tải tiếng chim miễn phí cho các bác luôn các bác nhé. Đó là chiếc loa Samsung WS998 là bản nâng cấp của 889 nữa nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu loa thứ ba. Các bác nào mà muốn mua một chiếc loa âm thanh to, giá tiền thì bình dân, các bác sử dụng cực kỳ là dễ dàng, thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc loa ZYE388 nhé. Chiếc loa ZYE388 mẫu mới nhất của năm 2024. Mẫu này thì đã có Bluetooth rồi các nhé. Đấy, mẫu này thì sử dụng cực kỳ là dễ dàng. Đấy, sẽ một nút để các bác cho to cho bé và tắt nguồn luôn các nhé. Mẫu này thì có Bluetooth, thì mỗi lần các bác đi bẫy chim về, các bác muốn kết nối với điện thoại Bluetooth với điện thoại để thưởng thức những bài nhạc hay, thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc loa ZYE388 này các bác nhé. Một chiếc loa ZYE388 âm thanh cực kỳ là to luôn, dung lượng thì mỗi lần các bác sạc đầy, các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 8 đến 10 tiếng đồng hồ các bác nhé. Em sẽ test thực tế cho các bác nghe thử chất lượng âm thanh luôn các bác nhé. Đây tiếng cút các bác nhé. Cực kỳ là to luôn. Một chiếc loa ZYE388 mẫu mới nhất của năm 2024 bên số em đang bán với một mức giá là 500.000 các bác nhé. Một chiếc loa ZYE388 giá là 500.000 đồng bao ship rồi các bác nhé. Đó là ba cái mẫu loa bình dân, thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết ba mẫu loa hàng cao cấp các bác nhé. Chiếc loa đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em một chiếc loa huyền thoại nồi đồng cuối đá, một chiếc loa Daily Q92 mẫu mới nhất của năm 2024, tất cả là bằng tiếng Anh hết các bác nhé. Một chiếc loa Daily Q92 này thì mẫu mới này có Bluetooth, có đài FM, mỗi lần các bác sạc đầy, các bác có thể sử dụng liên tục được tầm độ 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Dung lượng pin cực kỳ là trâu bò và âm thanh của những chiếc loa hàng cao cấp này thì âm thanh nghe cực kỳ là to và nghe rất chi là ấm các nhé. Các bác nào mà đã dùng qua chiếc loa Daily Q92 thì các bác đã biết rồi, Q92 thì luôn luôn được các bác và anh em
thợ bẫy tin tưởng sử dụng rất chia nhiều các nhé. Chất lượng âm thanh nghe cực kỳ là chuẩn và dung lượng pin rất chia trâu bò các nhé. Thì một chiếc loa Daily Q92 mẫu mới nhất của năm 2024 thì bên Soyan đang bán với một mức giá là 700.000 các bác nhé, 700.000 đồng bao ship, phụ kiện theo loa đầy đủ, vẫn tặng thêm cho các bác một thẻ nhớ 4G các bác nhé. Hoặc các bác nào muốn cao cấp hơn, muốn xịn xò hơn, muốn dung lượng pin bền hơn thì các nên tham khảo mua cho mình một chiếc loa AT100 các nhé. Một chiếc loa AT100 mẫu này thì dung lượng pin là 4.000 mAh và công suất sẽ là 280W các nhé. Mẫu này sẽ có 3 nút này, một là các bác bảo nguồn này và chỉnh bát, chỉnh check rất chia dễ sử dụng các bác nhé. Mẫu này thì có Bluetooth, có đài FM, tất cả bằng tiếng Anh hết, các bác sử dụng cực kỳ là dễ dàng nhé. Những mẫu loa hàng cao cấp này điều khiển các bác có thể bắt xa được tầm độ 150m đến 200m tùy theo địa hình của mình có nhé. Một chiếc loa AT100 mẫu mới nhất của năm 2024 thì bên Soyan đang bán với một mức giá là 800.000 các bác nhé. Loa AT100 giá là 800.000 đồng, bao ship, phụ kiện theo loa đầy đủ, vẫn tặng thêm cho các một thẻ nhớ 4G các bác nhé. Hoặc các bác nào muốn cao cấp hơn, muốn xịn xò hơn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc loa AT109 các bác nhé. Một chiếc loa AT109 mẫu mới nhất của năm 2024. Em sẽ cho các bác quan sát tổng thể một chiếc loa các bác nhé. Các bác thấy không ạ? Đẹp đúng không ạ? Không những đẹp mà chiếc loa AT109 này cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Có chế độ chỉnh bát, chỉnh check riêng biệt. Đấy, các bác đi bẫy chim sẻ hoặc là các bác đi bẫy cuốc, bẫy đa đa gà rừng thì đạt hiệu quả kinh tế cực kỳ là cao các bác nhé. Một chiếc loa AT109 này tất cả bằng tiếng Anh hết các bác nhé. Dung lượng pin là 4.400 mAh và công suất sẽ là 280W đấy. Các bác khi các bác bật cái chiếc loa AT109 này lên thì các bác sẽ biết được chất lượng âm thanh của nó nghe cực kỳ là đanh và rất trẻ ấm các nhé. Đấy các bác thấy không ạ? Màn hình điện tử cực kỳ là to. Điều khiển thì các bác có thể bắt xa được tầm độ 150m đến 200m các nhé. Loa loại 1 bật lên bao giờ chế độ bao ship, các bác ấn chữ bật lên nhé. Các bác thấy không ạ? Còn hay hơn tiếng cuốc ở ngoài luôn. Đấy các bác dùng những mẫu loa hàng cao cấp này thì các bác đi bẫy chim thì đạt hiệu quả kinh tế rất là cao các nhá. Thì một chiếc loa AT109 mẫu mới nhất của năm 2024, một trong những mẫu loa cao cấp nhất trong tất cả các mẫu loa hiện nay các nhá. Một chiếc loa AT109 thì bên Soyam đang bán với một mức giá là 900.000 các bác nhá. Loa AT109 giá là 900.000 đồng, bao ship rồi các bác nhá. Phụ kiện theo loa đầy đủ, vẫn tặng thêm cho các một thẻ nhớ 4G, hỗ trợ tải tiếng chim miễn phí cho các bác luôn các bác nhá. Đó là 6 cái mẫu loa, 3 mẫu loa bình dân và 3 mẫu loa hàng cao cấp em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm mẫu loa bẫy chim, bẫy gà rừng nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các nhá. Thì một video em làm rất chìa ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.